Như có những ai thọ trì năm giới cũng chưa được gọi là người đại thừa, dù chẳng thọ năm giới nhưng có công hộ trì chánh pháp có thể gọi là đại thừa. Người hộ trì chánh pháp nên cầm đao kiếm gậy gọc khí giới mà hầu bên người thuyết pháp. Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, như những tỳ kheo làm bạn với những nam cư sĩ cầm dao gậy ấy, đó là có thầy dạy hay không có thầy dạy, đó là trì giới hay phá giới? Phật dạy Ca Diếp chớ nên bảo họ là những người phá giới. Thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, đến đời trược ác, đất nước loạn lạc, người ta sẽ cướp giật lẫn nhau, nhân dân phải đói khổ. Khi ấy sẽ có nhiều người vì đói khổ mà phát tâm xuất gia. Những người như vậy gọi là người thế tục chọc đầu, chẳng phải tỳ kheo. Bọn chọc đầu ấy nếu thấy các bậc tỳ kheo trong sạch, giữ gìn giới luật, đầy đủ oai nghi, hộ trì chánh pháp, họ liền xua đuổi hoặc giết hại. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, người trì giới hộ trì chánh pháp làm sao có thể đi vào những nơi làng xóm thành ấp để giáo hóa? Phật dạy: Thiện nam tử, vì vậy nên nay ta cho phép người trì giới trong thời loạn lạc nhiễu nhương ấy được nương cậy vào hàng cư sĩ cầm dao gậy làm bạn với họ. Như có những quốc vương, đại thần, trưởng giả, nam cư sĩ lo việc hộ trì chánh pháp, tuy cầm dao gậy nhưng ta cũng nói rằng những người ấy là bậc trì giới, tuy cầm dao gậy nhưng chẳng có tâm giết hại. Nếu ai có thể làm như vậy thì được gọi là người trì giới bậc nhất. Ca Diếp, người hộ pháp nghĩa là người có đủ chánh kiến, đủ sức giảng rộng kinh điển đại thừa, rốt cùng cũng chẳng cầm nắm lọng báu của vua, bình dầu gạo thóc, các loại trái cây, chẳng vì chỗ lợi dưỡng mà gần gũi thân mật với quốc vương, đại thần, trường giả. Đối với những kẻ tín thí, giữ lòng ngay thẳng, không du nịnh, đầy đủ oai nghi, khuất phục những kẻ phá giới và những kẻ xấu ác, đó gọi là bậc thầy trì giới và hộ pháp, có thể làm thiện tri thức chân thật của chúng sanh. Người như vậy có tấm lòng sâu rộng như biển cả. Ca Diếp, như có tỳ kheo nào vì lợi dưỡng mà thuyết pháp với người khác, lại có đồ chúng quyến thuộc cũng xưng là thầy tham cầu lợi dưỡng, người như vậy tự làm hư hoại chúng tăng. Ca Diếp, chúng tăng có ba hạng: một là hạng tăng tạp nhạc phá giới, hai là hạng tăng ngu si, và ba là hạng tăng thanh tịnh. Hạng tăng tạp nhạc phá giới dễ bị hư hoại, hạng tăng thanh tịnh trì giới không thể do nhân duyên lợi dưỡng mà bị phá hoại được. Thế nào là hạng tăng tạp nhạc phá giới? Như có những tỳ kheo tuy giữ giới cấm nhưng vì cầu lợi dưỡng nên quan hệ đi lại, ngồi nằm thân cận với kẻ phá giới, gần gũi và nhờ cậy họ, chung cùng việc làm với họ, đó gọi là phá giới, cũng gọi là tăng tạp nhạp. Thế nào gọi là tăng ngu si? Như có những tỳ kheo ở nơi chỗ tu hành vắng lặng, căn tánh không lanh lợi, u ám mờ mịt, sống bằng phép khất thực, ít ham muốn. Trong những ngày tụng giới và trong khi tự tứ thì dạy đệ tử phải sám hối cho trong sạch. Còn khi thấy những kẻ chẳng phải đệ tử mình phạm nhiều giới cấm thì chẳng thể dạy họ sám hối cho trong sạch, lại chung cùng với họ mà tụng giới và tự tứ, đó gọi là tăng ngu si. Thế nào là hàng tăng thanh tịnh? Như có những tỳ kheo không bị chúng ma ngăn trở làm cho hư hoại, đó là hàng chúng tăng Bồ Tát bản tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai hạng tăng nói trên, khiến họ được trụ yên trong chúng tăng thanh tịnh, đó gọi là các bậc đại sư cao trỗi hơn hết, ủng hộ Phật pháp, khéo giữ theo giới luật, vì muốn điều phục chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh nên biết rõ các tướng của giới có quan trọng hoặc ít quan trọng. Nếu không thuộc về giới luật thì các vị ấy không cần chứng biết, còn như đúng là giới luật thì các vị liền chứng biết, phân biệt rõ ràng. Thế nào là điều phục chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh? Nếu như các vị Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh thường vào những nơi làng xóm thôn ấp, bất chấp thời tiết tốt xấu, hoặc đến nhà đàn bà quá, nhà của dâm nữ, ở chung với họ trong nhiều năm, nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy, đó gọi là điều phục, làm lợi ích chúng sanh. Thế nào là rõ biết phần quan trọng của giới? Như thấy Như Lai nhân việc mà chế giới, dạy rằng: Từ nay các ông đừng tái phạm. Như bốn trọng cấm thì người xuất gia không được phạm vào, nếu cố phạm vào thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là dòng Thích Tử, đó gọi là phần quan trọng. Thế nào là ít quan trọng? Nếu lỡ phạm vào các điều luật nhỏ nhặt, nghe người khác can gián từ 1 đến 3 lần bèn từ bỏ việc đã phạm, đó gọi là ít quan trọng. Việc không đúng giới luật thì không chấp nhận. Ví như có người nói rằng những vật chẳng thanh tịnh là đáng thọ dụng thì không gần gũi chung cùng với người ấy. Việc đúng giới luật thì nên chấp nhận thuận theo. Người khéo học giới luật
chẳng gần với kẻ phá giới, thấy ai làm theo đúng với giới luật liền sanh lòng vui vẻ. Như vậy có thể biết được chỗ làm theo Phật pháp, có thể giảng thuyết, đó gọi là luật sư. Như có thể giảng rộng nghĩa chân thật của Đại Thừa, có thể kéo gìn giữ khế kinh cũng là như vậy. Thiện nam tử, Phật pháp vô lượng không thể nghĩ bàn như vậy, Như Lai cũng thế, không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, thật vậy, đúng như lời Phật dạy, Phật pháp vô lượng không thể nghĩ bàn, Như Lai cũng thế, không thể nghĩ bàn. Vậy nên biết rằng Như Lai là thường trụ, chẳng hư hoại, chẳng biến đổi. Này còn đã học hiểu được, rồi cũng sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa ấy. Lúc ấy Phật ngợi khen Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, thân Như Lai tức là thân kim cang chẳng hoại. Bồ Tát nên học thông suốt lẽ ấy, thấy biết chân chánh, nếu có thể thấy biết rành rẽ như vậy. Tức là thấy được thân kim cang của Phật, thân không thể hư hoại, cũng như nhìn vào tấm gương mà thấy được các màu sắc hình ảnh vậy.